Vâng, để bắt đầu chương trình hôm nay, mời tất cả chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của tôi đây. Ngày em đến tới với vậy, một sáng tác của nhạc sĩ Yvonne. Cảm ơn. Ngày em đến, sắp mong em bước bật đèn, bắt chân em mùa xuân bay, mùa xuân bay. Em đến, yêu đến khi kiều tâm bằng chiều ta một yêu mùa xuân thương, mùa xuân thương về chân anh, về chân anh ta xanh cho ngân tình em mất cánh đàn giữa mắt thêm mắt tôi ta như hình mây bóng. Ngày em đến, ngày em đến, sắc hoa đẹp, bất bật đẹp, mặc chung em, mùa xuân bay, mùa xuân bay. Đẹp em đến, đẹp em đến. Đẹp em yêu, đẹp em yêu, đẹp như kiều, tâm bằng chiều. Yêu em.